Bạn đang có nhu cầu mua ạc liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Thằng nào là thằng đầu tiên bước ra đây? Đó chính là cô nàng Arum. Arum bị làm chậm rồi, tia sáng chỉ chốc chủ yếu làm màu mà thôi. Đứa nào là đứa vét được mạng đây? Chắc chắn là đệ tử rồi. Một điểm ma gục đầu tiên, tiếp tục Kido bị làm chậm nữa, CC quá nhiều đi. Và đó là double kill rồi, điểm danh chỉ chốc bắt đầu, cơ sở xả lời của Xena. Và đây là triple kill luôn rồi chăng? Còn hai đứa nữa mà thôi, đang đu đấm lên người của Ritter. Ritter tốc biến đi, lộn cái đồi, chạy rất nhanh, bật qua là kill rồi. Một chấm máu nữa thôi, vào lên một hit nữa thôi. Trời... vãi. Chào mừng các bạn đến với kênh Đệ Tử. Cũng đã lâu lắm rồi anh em mình không gặp lại nhau nha. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi về con tướng Linnit nha. Một trong những con tướng anh em cũng yêu cầu khá chi là nhiều dạo thời gian gần đây. Và chỉ cần biết được cái nội tại con tướng Linnit thôi là chúng ta cũng đã có thể khẳng khái và nói được rằng cái vai trò thích hợp của con tướng Linnit là gì. Cái vai trò mà nó có thể phát huy được sức mạnh tối đa của con tướng Linnit đó chính là vai trò đi rừng. Nội tại của Linnit là anh em chui vô những bụi cỏ, chúng ta sẽ được gia tăng tốc chạy đúng không ạ? Và tốc chạy khi chui vô bụi cỏ chúng ta nó có thể sắp xỉ hoặc là bằng tốc chạy của Superman ở trạng thái phi hành luôn. Và nó có tương ứng với tốc độ của những tên chậm chó các bạn ạ. Đường dưới đang giao tranh nảy lửa đây này. Chiến công đầu đã giết được khỉ khô đến từ anh bạn Ritter. Chúng ta vẫn đang trong bụi chuối đang ganh đây này. Arum lượng máu không còn nhiều, chúng ta đang có đợt lính. Quả cầu ấm của Natalia ép góc rồi, thả chó của Arum làm chọn chúng ta một giây. Nata đang trong trụ, trụ đang bắn cô ta bị bắn hai phát rồi, ép góc một lần nữa. Arum không còn nhiều mana đâu nha, cô ta chui vô bụi cỏ, chúng ta sắp có bụi cỏ rồi. Cô ta tốc biến đi, Violet ngược trở ra, cô ta đang hỗ trợ cho Arum. Violet cô ta vẫn đang đứng ở phía sau cấu rẻ mà thôi. Đậu vòng nó rất khó chịu. Phải nói được rằng con tướng Linnit là một cái chất tướng mà cái ngưỡng sức mạnh của nó sẽ có một cái sự gia tăng ở về cái giai đoạn giữa và cuối trận đấu. Ở những giai đoạn đầu như này, cái việc đi gank hỗ trợ đồng đội nếu như có cơ hội thì chúng ta chấm dứt. Còn không có, nó chỉ mang một cái tính chất là câu kéo để giúp cho ngưỡng sức mạnh chúng ta gia tăng thêm mà thôi. Toro đang quấy rối, anh ta đang muốn quan hệ, anh ta làm điều gì đây? Violet chạy được rồi, Guido trấn thủ bằng bộ nổ vàng, tiếp tục nã, tiếp tục bắn đệ tử bằng cái đại bác cấu rẻ đi 2000 máu rồi. Zebra có chim bực cho mình kỹ thuật chấn, Toro lao tới, rất nhiều hiệu ứng CC được chồng chất nhưng chúng ta chưa đủ sát thương và chưa đủ tầm. Mình nói rồi, ngưỡng sức mạnh của Linnit nó sẽ tăng tiến ở giai đoạn giữa và cuối trận đấu. Vì vậy, cái việc đi gank hỗ trợ nó chỉ mang tính chất là câu kéo thời gian mà thôi. Vào rừng farm tiếp nào anh em ơi. Cái sự phân bố về lực lượng nó cũng đang khá chi là đồng đều tại tất cả các đường. Chúng ta chỉ mới thua thiệt team bạn một mạng mà thôi. Đường giữa không có ai hỗ trợ đây này. Natalia, cô ta đang muốn cướp bùa. Và anh em có để ý không ạ? Lúc nãy anh bạn khỉ khô đó, khỉ khô lúc nãy khi mà Zolo không thắng lại anh bạn Ritter thì anh ta có phát ngôn rằng má. Đó, anh ta đánh không lại thì anh ta gọi má anh ta ra. Và tôi nghĩ rằng anh ta đang thầm kín trong bụng của mình rằng má nó nhìn nó đánh con kìa. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi xem coi, với cái lời cầu khẩn, với cái lời gọi má đó, thì khỉ khô có thay đổi được cục diện của trận đánh hay không nha. Khi anh ta liên tục ôm trụ tại nơi kia, Natalia, cô ta đang muốn chiếm bu con bùa xanh hay gì đó, cô ta bị lộ diện rồi. Violet phát hiện, Ritter cũng vậy, Ritter đang móc đít cô ta, khỉ khô cũng đang móc đít Ritter. Làm gì đây? Violet một chấm máu, siêu việt dành cho Ritter. Khỉ khô, anh ta lao tới, anh ta giết được Violet tim bạn rồi. Sát thương trường của Ritter đang nổ, lộn cái nồi luôn. Khỉ khô chạy được không? Khỉ khô chạy đi, khỉ khô chạy thành công và khỉ khô đã chiến thắng. Khỉ khô đã rất may mắn và khỉ khô đã gọi má thành công rồi. Và anh ta cũng đang thầm nói rằng má nó còn chạy được rồi. Rất tốt, rất tuyệt vời và rất may mắn đến từ vị trí của người solo khu vực của con ta tần xe ra. Chúng ta đang có con xe, một khoảng thời gian nhỏ nhỏ, cơ sở xả lời, Xena, anh ta đang trưởng liên tục, bắn liên tục. Chúng ta đang có bụi chuối và chúng ta chạy được. Chúng ta sẽ cùng nhau nói sơ qua một xíu về cái phần combo chuẩn của con tướng Linnit đi ha. Linnit là một cái kiểu chất tướng chúng ta sẽ không phải quá khó khăn trong cái việc sử dụng chiêu thức. Cái điểm khó con tướng Linnit là cái cách mà các bạn quan sát tầm nhìn, cái cách mà các bạn di chuyển, cái cách mà các bạn kiểm soát tầm nhìn bằng cái việc chúng ta đặt cái nguyệt vật.
ở đây em có thể đặt những cái huyệt vật tại những nguồn tài nguyên lớn, chẳng hạn như là con tà thần Xê-gia, hoặc là khu vực của con rồng lộn tại những bụi cỏ nào mà khuất tầm nhìn đó anh em, để chúng ta có thể biết được vị trí tiêm bàn mà chúng ta có thể ping và chúng ta đưa ra một cái chiến thuật cho nó hợp lý đi. Arum, cô ta đang đơn rồi đọc. Ủa tại sao cô ta lại tóc biến thế kia? Tôi không hiểu được lý do tại sao cô ta tóc biến như vậy nữa. Nó hơi bị phung phí rồi. Chúng ta đang có đợt lính ở ngay phía sau. Tiêm bạn họ đang dồn 4 người. Ý lộn, họ đang dồn 3 người tại khu vực đường dưới đó. Ý lộn, tại khu vực đường trên đó. Một người đường giữa, Arum còn 1 chấm máu kìa. Cô ta còn 1000 máu mà thôi. Con xe của chúng ta vẫn đang tới. Với con xe này, nó là đủ để chúng ta có thể lấy được rượu luôn. Tiêm bạn tập trung 3 người, họ cướp được mùa xanh chúng ta rồi. Và một khi họ có được cuộc mùa xanh, chúng ta cũng có được luôn một trụ. Đây là một trận đánh mà chúng ta đang thi đấu. Chúng ta đang cố gắng đẩy trụ đây này. Con rồng lộn đang được đệ tử sơ tái. Nhưng mình không biết được rằng cái việc mà mình ăn con rồng lộn ở giây phút này là đúng hay sai. Khi mà những thành viên của team đệ tử đang bị hành sắp mặt lờ. Zebra có chim, cô ta vẫn đang cố gắng chống cự bằng tất cả sức bình sinh đó. Chúng ta đang tới, dọn xong đợt lính này chúng ta sẽ đến ngay đây đây. Họ lại tiếp tục có thêm một trụ rồi. Chúng ta chỉ còn một trụ cuối cùng mà thôi. Hãy chết tầm nhìn nha, cẩn thận. Có thể là phục kích tại đây đây này. Có không? Không có rồi. Ritter chạy qua, anh ta tóc biến, bật lộn cái nồi. Không thể nào lộn cái nồi được, không thể nào thoát khỏi khả năng đu bám của con tướng Linus đây. Tiếp tục, Nata có được Demagog rồi. Violet lộn vào nồi rồi em ơi. Không dễ, CC cứng dồn vào. Double kill luôn. Arum thấy vậy xách dép bỏ chạy. Cô ta chạy mát ghê. Nhưng cô ta làm sao chạy được Exeter cố gắng super che của Dũng Thanh Đa đây. Đây là Exeter độ 200 triệu bạn ơi. Bạn đã mất tiêu rồi, bạn ôm trụ thành công. Và bạn có thể bảo toàn được mạng sống đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng bạn không thể nào giữ trụ được đâu nha. Thương xuyên phá cũng đã có luôn rồi. Họ đang vô cùng lo sợ, xin phép anh em uống một tí nước cái. Có kèo này, Zina đang bị làm chậm bởi cái thị trấn rồi. Ritter lao tới bật tử vương hiệu triệu. Lộn cái nồi đang được dùng. Đi tới đây cô đang chạy vô bụi chuối. Chạy vô bụi chuối, lái gió ngược trở ra. Zebra của ta đang bắn chim. Cô ta làm gì? Cô ta bật cái thị trấn bên lần nữa. Làm chỗ được hai người. Ghi đâu phụ nó về. Chỗ được hai người luôn. Anh ta bật luôn cái vương quốc vàng. Chúng ta đang có đang bắn lên người anh ta. Một hit nữa thôi. Anh ta nằm xuống. Siêu việt cho chúng ta. Và lết trong bụi chuối. Chúng ta đang đẩy cô ta dính núi. Tóc biến nó từ Arum. Chạy. Né được con chó khủng đèn nó từ Arum rồi. Arum sử dụng con chó khủng đèn lên Natalia. Cô ta bật luôn cái lệnh bài phong thần. Cô ta quá trâu và cô ta sẽ phải gục ngã luôn. Ba đứa chết ly. Team chúng ta đang tràn lên và không một đối tượng nào có thể chống cự được cả. Cái khả năng lái gió, cái khả năng bảo kê của những người đồng đội là cực kỳ tuyệt vời đi. 4 đi vào gục rồi. Tiếp tục vào rừng và farm thôi nào anh em ạ. Uống chưa xong nước nữa. Xin phép em uống nước lần 2 nhé. Tôi đang bình luận. Tôi đang làm clip này ở một cái buổi trưa, vì vậy nó hơi mất sức anh em ạ. Rồi rồi, đánh ghen xảy ra một lần nữa rồi. Zina ảo tưởng sức mạnh quá nhiều. Tử vương hiệu triệu truy đủ lên Nata. Nata bắn lực sát thương nhưng chưa đủ. Wow, Ritter rất may mắn. Thả chó đến từ Arum, trật lất rồi. Ngộ không về giùm em cái đi. Ngộ không chưa có gọi má của anh ta ra. Và anh ta chưa được sang sao trong trận đánh này đâu. Ritter kìa, bị làm chậm rồi. Chạy được không đây? Anh ta còn lộn cái nồi và chạy về rất nhanh. Nói qua sơ một tí về cái phần bản ngọc chuẩn con tướng Lindis đi ha. Ngọc của Lindis thì cũng đơn giản lắm anh em ơi. Ngọc đỏ tốc đánh chí mạng, ngọc tím 5 viên máu, 5 viên còn lại cầu vật lý tốc chạy, cuối cùng ngọc lồn là cầu vật lý và xuyên giáp. Đó, bản ngọc cực kỳ mạnh của con tướng Lindis luôn. Mà bản ngọc này chúng ta có thể sử dụng cho những chức tướng thuộc vai trò sát thủ và xạ thủ nha. Đậu xanh đó. Cái chiêu cuối đại bác của cô nàng Violet KS được con bùa rồi. Toro anh ta đang dẫn dắt đội hình giao tranh. Một mình anh ta đang quẩy dưới 3 người. Anh ta sử dụng cái đại địa chuẩn. Ritter chọn đệ tử làm mục tiêu. Bật cái nồi sát thương chuẩn. Mắc kẹt rồi mấy ông nội. Thì bây giờ chạy bằng cái giống đách gì đây? Bắt buộc phải nằm xuống rồi. Đệ tử đã chính thức nằm xuống. Mất Jin trong trận đấu này rồi. Thì sang chết chóc Natalia. Giết được Zina tiêm bạn luôn. Guido đang là đối tượng. Con chó khốn nạn của Arum đâu? Arum không thấy. Bật cái lệnh bài phòng thần rồi. Đang cọ nhây. Tung chim đến từ Sibara có chim. Và đó chỉ là một tình huống cấu rỉa từ xa mà thôi. Tại nơi kia khỉ đang đẩy và khỉ sẽ có thêm một trụ luôn. Coi như hàng trụ ngoài của team bạn chính thức mất từ đây. Như vậy là cũng được rồi. Sự hy sinh chúng ta, nhưng bù lại chúng ta có thêm một trụ. Từ game Liên Quân Mobile này là vậy. Một từ game mà cái số lượng trụ, cái lượt trụ nó cực kỳ quan trọng. Cho dù các bạn thắng nhưng đợt giao tranh đi chăng nữa, nhưng mà trụ các bạn cũng không có xi nhê gì, thì cái tình trạng trận đấu nó có thể diễn ra lộn cái bàn bất kỳ lúc nào. Hãy thi đấu cẩn trọng hơn nào anh em nha. Bây giờ team bạn chỉ có thể ôm trụ mà thôi. Chúng ta sẽ kiểm soát tầm nhìn, chúng ta sẽ sở hữu được những cái nguồn tài nguyên to lớn một cách dễ dàng mà thôi. Đánh nhau mà Mỹ nữa rồi. Ritter, hổ báo cáo trồn rồi đây. Bật cho mình sát thương chuẩn, cố gắng tấn công lên Natalia. Nhưng Toro lao tới rồi, đang ủ anh ta. Anh ta núp bụi để lấy một nội tại nữa. Chui vào bụi chuối, chúng ta có nên đẩy anh ta vào vách núi hay không? Câu trả lời là không.
Sephora có chim liên tục sử dụng cái thị trấn của mình, nấp bụi một nửa đến từ Richter kìa. Richter hất tung được Natalia, ý lộn, nấp tung Sephora có chim. Sephora có chim nằm xuống luôn rồi, nhưng Richter cũng đã phải bỏ mạng tại đây. Một tình huống 3-1, sự trao đổi vô cùng có lời đến từ chúng ta. Cô ta bật lệnh bài phong thần tốc biến thì ông nội tôi gượng cũng không được nữa các bạn ạ. Cô ta chạy rất nhanh. Đó chính là sự diện của Arum. Con xe còn vỏn vẹn khoảng chừng 20% máu mà thôi. Nó đủ để lấy trụ hay không? Gina tới bật cái xá lợi và phá được con xe. Rút lui. Con rồng lộn cũng đang ra luôn. Con tà thần Caesar cũng đã có giải pháp. Và gần nhất đối với chúng ta chính là ăn con rồng lộn nha anh em. Đây là con rồng phút thứ 10 rồi. Tin chắc rằng chúng ta sẽ có được cái quyền năng hắc ám. Khi đó khả năng hỗn báo cáo trồn của chúng ta nó sẽ lên ở mức gọi là thượng thừa luôn. Con rồng lộn còn một chút máu nữa mà thôi, và nó sẽ sớm thuộc về chúng ta. Đó là một điều hiển nhiên. Và thậm chí có luôn cả cái quyền năng ám. Sorry anh em, mở quạt xíu nực quá. Ok con dê, quạt lên rồi, mát lên rồi. Có thể là chúng ta sẽ chính thức bắt đầu kích hoạt cái chế độ thằng nào mạnh bước ra đây này. Chết tầm nhìn từ xa, thằng nào là thằng đầu tiên bước ra đây? Đó chính là cô nàng Arum. Arum bị làm chậm rồi, tia sáng chỉ chốc chủ yếu làm màu mà thôi. Đứa nào là đứa vét được mạng đây? Chắc chắn là đệ tử rồi. Một điểm ma gục đầu tiên, tiếp tục Kido bị làm chậm nữa. CC quá nhiều đi, và đó là double kill rồi. Điểm dịch chỉ chốc bắt đầu, cơ sở xa lời của Xena. Và đây là triple kill luôn rồi chăng? Còn hai đứa nữa mà thôi, đang đu đấm lên người của Richter. Richter tốc biến đi, lộn cái đồi, chạy rất nhanh. Và có là kill rồi, một chấm máu nữa thôi. Vào lên, một hit nữa thôi. Trời... vãi nồi cả trâu à. Thịt trâu rắc bếp. Đã đủ không thể nào tin nổi anh em à. Trâu định mệnh thiệt. Tức. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em một ứng dụng giúp anh em leo hạng dễ dàng, đó chính là Hubo. Ứng dụng này có tính phí nha anh em. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn leo rank của mình nhé. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào.